Xin mến chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Khu Vườn Thú Vị. Và kính chúc tất cả mọi người đang xem video có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc để chăm được những cái hoa lan theo ý của mình. Mình chia sẻ cách trồng và chăm sóc những cái lan hồ điệp và các loại phong lan khác bằng các loại phân bón hữu cơ và làm phân hữu cơ từ những chất thải bỏ đi từ vỏ trái cây hoặc là lên men một số vi sinh vật giúp cho cây lan hồ điệp có thể phát triển tốt, rễ xanh. Và đến với nội dung của video ngày hôm nay, mình chia sẻ một cách để giúp cho những bộ rễ phát triển xanh tốt. Và mọi người cùng đón xem video nha! Đây là những cây lan hồ điệp trong khu vườn của mình. Và mình đã sử dụng các loại phân bón hữu cơ để chăm sóc cho những cây này. Và mọi người có thể thấy, bộ rễ của nó đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và để có bộ rễ này, mình đã sử dụng các loại phân bón hữu cơ như là từ nha đam, từ gừng, tỏi. Và đến với nội dung video này, mình chia sẻ một cách để giúp cho cây lan hồ điệp khi ra rễ không bị đen đầu rễ và nó sẽ giúp cho rễ lúc nào cũng có màu xanh. Rễ của những cây hoa lan khỏe mạnh sẽ giúp cho cây phát triển được những vòi hoa. Và để giúp cho cây lan hồ điệp có thể ra được nhiều rễ, thì mình còn sử dụng các loại phân bón có hàm lượng phốt pho cao. Và ngoài ra, phốt pho nó còn giúp cho cây lan hồ điệp phát triển được các vòi hoa. Và để chăm sóc và giúp cho những chiếc rễ của cây lan hồ điệp có màu xanh và không bị đen đầu rễ như thế này, thì mỗi tuần mình sẽ sử dụng một loại phân hữu cơ khác nhau để tưới cho cây lan hồ điệp. Và nội dung của video này, mình chia sẻ một cách tưới, đó là sử dụng từ trà xanh. Và ở những video trước, mình đã sử dụng trà xanh từ những lá chè nguyên chất. Và nội dung chia sẻ của video này, mình sẽ sử dụng trà xanh túi lọc. Và mình đã chuẩn bị sẵn một túi. Đây là trà xanh được thiết kế theo túi lọc. Ở bên trong này, đó là trà xanh đã được sấy khô. Trong trà xanh chứa rất là nhiều các chất dinh dưỡng giúp cho cây, mình đã nói ở những video trước và tí nữa mình sẽ phân tích cho mọi người cùng xem. Mình sẽ dùng một chiếc túi lọc chứa sẵn trà xanh như thế này và mình sẽ pha với nước sôi. Để các chất trong trà xanh này nó sẽ hòa tan đều trong nước và chờ đến khi nguội hoàn toàn thì mình sẽ sử dụng để tưới trên những cây lan hồ điệp. Khi nước từ trà xanh này nguội hoàn toàn, mình sẽ sử dụng 200ml nước từ trà xanh này. Sử dụng 200ml nước từ trà xanh, mình sẽ pha với 2 lít nước để tưới trên những cây lan hồ điệp của mình. Sử dụng trà xanh để tưới cho lan hồ điệp sẽ giúp cho cây phát triển rất là khỏe mạnh. Nhờ các chất ở trong trà xanh như là các loại vitamin nhóm A, B, C. Đặc biệt chứa nhiều chất chống oxy hóa và các chất kháng khuẩn sẽ giúp cho cây lan hồ điệp không bị nhiễm một số loại nấm bệnh. Ngoài ra, nó còn tác dụng xua đuổi côn trùng và giúp cho cây có thể phát triển được bộ rễ xanh tốt. Và khi sử dụng trà xanh để tưới cho lan hồ điệp thì mình sẽ sử dụng vào lúc sáng sớm, để giúp cho cây nó sẽ thực hiện quá trình quang hợp, hấp thu các chất dinh dưỡng.
Và mọi người có thể sử dụng trà xanh để tưới lên trên những cây lan hồ điệp hoặc là các loại phong lan khác ở bất cứ giai đoạn nào của cây. Cho dù cây đang cây con, đang phát triển bộ rễ hoặc là đang ra hoa, và nó sẽ giúp cho bộ rễ của lan hồ điệp lúc nào cũng xanh tốt và khỏe mạnh. Nhờ các chất sát khuẩn và các chất chống oxy hóa, nó sẽ bổ sung một hàm lượng vitamin C rất là nhiều cho cây để giúp cho cây lúc nào cũng căng tràn sức sống, không bị héo hoặc rụ lá. Và nội dung của video mình chia sẻ cũng xin phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, có thể cho mình xin một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo của kênh.